Sau 5 ngày tranh tài, giải quần vợt vô địch trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 2023 đã khép lại sáng nay tại câu lạc bộ Phú Thọ. Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là trận chung kết đơn nam U18 giữa Tuấn Minh của quận Phú Nhuận và Tuấn Đạt của quận 6. Sở hữu thể hình tốt với chiều cao 1m80, Tuấn Minh phát huy sở trường giao bóng và những cú thuận tay uy lực đã thắng người đàn em cùng câu lạc bộ Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận chung kết đôi nam U18 sau đó, Tuấn Minh tiếp tục giành chiến thắng khi đứng đôi với Võ Quốc Lâm vượt qua cặp Tuấn Đạt Quốc Khang của quận 6. Kết quả này giúp quận Phú Nhuận xếp nhì toàn đoàn, trong khi quận 6 đứng thứ nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Sau giải, các tay vợt đạt thành tích cao sẽ đại diện Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại giải vô địch thanh thiếu niên toàn quốc VTF Junior Tour 1 diễn ra từ 9 đến 17 tháng 6 tại thành phố Vũng Tàu.